gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Ngon và Lành. Với những số trước đây thì Ngon và Lành đã giới thiệu đến quý vị và các bạn cũng khá nhiều loại bánh trung thu rồi, từ bánh trung thu hiện đại này, nhân lavan, nhân trứng chảy hay là nhân thập cẩm truyền thống. Tuy nhiên ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị và các bạn một loại bánh dành cho những người đang muốn giảm cân này, ăn kiêng hay là kể cả những người tiểu đường thì cũng có thể sử dụng được. Vâng, và chiếc bánh đó được làm như nào và nguyên liệu ra sao thì xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với bạn Phan Lê Kiều Nga, bạn là chủ của tiệm bánh Sun Kết. Xin chào Nga. Có thể nói rằng là bánh trung thu thì thường thường mọi người nghĩ rằng là nó rất là ngọt đúng không ạ? Thì bởi những người ăn kiêng hay là những cái người đang muốn giảm cân, ví dụ như chị em chúng mình chẳng hạn, thì cũng hơi ái ngại khi sử dụng cái bánh đó. Vậy làm thế nào để mình có thể giải tỏa được nỗi lo âu ấy nhỉ? Để giải tỏa cái nỗi lo âu cho các chị em giảm cân, vì bản thân em cũng là một người rất là mập và đang trong quá trình giảm cân, thì em đã mầy mò nghiên cứu ra và làm ra cái bánh trung thu keto, tức là dành riêng cho những người giảm cân này, những người đang ăn kiêng, chế độ ăn kiêng, những người tiểu đường. Và đặc biệt nhất là cái chế độ ăn keto này, thì là nếu mà khi mà mình ăn chế độ keto hoàn toàn ý, thì là mình có thể chữa các bệnh nữa, rất nhiều bệnh như là mỡ máu, tiểu đường, ung thư. Là những người bệnh nhân ung thư là cũng ăn chế độ keto. Vậy nhưng mà khi mà mình thưởng thức chiếc bánh trung thu như làm từ keto hay là làm từ ăn kiêng như thế thì nó có khác biệt lắm so với những cái bánh trung thu gọi là bình thường không? Với cái công thức này ấy, thì em đã thử rất là nhiều công thức. Thì khi mà cái công thức này thì nó có thể giống đến khoảng 80% bánh bình thường. Tức là khi mình ăn thì mình cũng thấy cái vị ngọt và các vị bùi của các nguyên liệu đúng không ạ? Tuy nhiên thì nó sẽ không bị quá béo, và kể cả những người mà đang hạn chế đồ ngọt thì vẫn có thể sử dụng được đúng không? Đúng rồi. Và, vậy thì mình sẽ tìm hiểu nguyên liệu của chiếc bánh gọi là đang rất là được mọi người tò mò nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nói về vỏ bánh nhé. Về cái vỏ bánh trung thu keto ấy, thì cái nguyên liệu chính là bột nghệ nhân. Bột nghệ nhân này thì như em đang sử dụng là bột nghệ nhân Mỹ. Thì có một loại nữa là bột nghệ nhân của Đắk Lắk, Việt Nam. Tiếp đến là đường ăn kiêng. Thì bây giờ em đang dùng cái đường này. Cái đường này là xuất từ cây xương rồng, 100% cây xương rồng. Và trong tất cả các đường ăn kiêng ấy, thì cái đường này là có cái vị, hương vị giống với cả đường bình thường nhất. Nó không có cái hậu vị đắng. Như một số cái đường ăn kiêng là hậu vị nó hơi đắng. Thì cái đường này là nó không bị đắng thế nào cả, giống đường bình thường nhất. Nhân bánh thì hôm nay em xin giới thiệu nhân bánh thập cẩm. Bánh trung thu keto thập cẩm thì quan trọng nhất của bánh trung thu keto thập cẩm thì là mỡ đường. Rất nhiều người lo ngại là tại sao là có thể làm một cái mỡ đường nó trong như thế này mà nó cũng giòn, độ giòn, có độ giòn như là cái mỡ đường bình thường. Thì rất đơn giản là cái mỡ này là mình mua mỡ về buổi sáng sớm và về mình rửa qua nước muối đi, mình thái hạt điệu, mình trần nước sôi cho là chín nước đạn cho chín thôi. Thì sau đó là mình trộn cái đường này vào thôi. Đơn giản. Tức là không phải cần trưng trước gì nữa đúng không ạ? Phải trưng gì ạ? Trộn đường này vào và mình ướp khoảng tầm một ngày trong tủ mát. Tiếp đến là các nguyên liệu của bánh thập cẩm rất là quen thuộc như là hạt dưa này, vừng rang này, lạp xưởng, bột hạt nhân lát, hạt điều, hạt bí xanh và quan trọng nhất là lá chanh, không phải thiếu được ạ. Nói về cái nguyên liệu mà của nhân của bánh thập cẩm thì nó cũng khá giống với cả cái bánh trung thu bình thường đúng không ạ? Nhưng có lẽ là cái ăn kiêng ở đây chính là cái nguyên liệu mình làm ra. Đúng rồi. Thứ nhất là đường ăn kiêng này, thứ hai là kể cả cái vỏ của nó thì nó cũng là vỏ bánh hạnh nhân đúng không ạ? Thế còn ở trong cái ăn kiêng mà như mình tôi nói thì mọi người sợ béo thì mình vẫn sử dụng mỡ thì vẫn được hả bạn? Vâng ạ, vì là theo cái chế độ ăn keto và DAT thì là lại ăn chất béo để đốt chất béo, ăn mỡ đốt mỡ. Vâng. Thế nên là những bạn mà ăn keto ấy thì các bạn ấy lại rất thích ăn nhiều mỡ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm là chiếc bánh trung thu keto này nhá. Trước tiên là mình sẽ làm nhân bánh trước nhá. Ở đây thì mình sẽ sử dụng bao nhiêu hả bạn? Cái này là em dùng 3 lạng mỡ đường. Hạt dưa. Mỗi một nguyên liệu mình sẽ cho khoảng bao nhiêu ạ? Khoảng 50g, 50-100g. Tất cả đều giống nhau hết ạ? Vâng. Thế đến là mình cho hạnh nhân lát. Hạnh nhân lát này thì mình đã rang nửa hòn nướng qua rồi. Vừng cũng phải rang trước. Tiếp đến là bí xanh. Những hạt này thì đều được rang xay hết rồi, đều được rang sấy hết rồi. Vâng.
thì chính là hạt điều đã được giã nhỏ một xíu, được rang và giã nhỏ ra. Lá chanh. Lá chanh là một cái vị mà mình không thể thiếu được trong một thiếu cho bánh tập cẩm. Vâng. Rất là thơm. Cái này là khoảng 20g. Bây giờ mình trộn điều lên. Lạp sườn thì mình sẽ để lại cuối cùng hả bạn? Sườn mình để lại cuối cùng. Vì sao lại phải thế ạ? Sao nó lên là cái màu đẹp. Mà có nhân. Cái nhân thập cẩm keto này thì chủ yếu là các loại hạt nên là nó rất là dời. Và khi mà muốn kết dính với nhau ấy, thì chính là bằng cái mỡ. Bằng cái mỡ đường thì rất là ấn kiêng ấy. Đấy là cái chất kết dính duy nhất của cái nhân này. Nên là nhiều người rất sợ là có bột. Nhưng mà thực ra là không có tí bột nào trong này cả. Tại vì là ở cái nhân thập cẩm mà truyền thống ấy, thì tôi thấy là các mọi người cũng cho xíu bột vào. Đúng rồi ạ, nhân thập cẩm truyền thống khi mọi người cho cái bột thì nó, cái nhân nó sẽ hơi dẻo. Cái bột kết dính dẻo dẻo một chút. Cái này thì nhân nó sẽ khi mà cắt bánh ra nó sẽ hơi rời. Nhưng mà nó không phải là quá rời rạc. Đúng rồi. Nên là dù sao chẳng nữa thì mình đây cũng là bánh ăn kiêng, nên ra là nó cũng phải hạn chế bột nữa. Vâng. Rồi sau khi mà trộn đều thì chúng ta sẽ cho lạp sườn. Nhân của chúng ta đã đều rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp ạ? Bây giờ mình sẽ viên nhân mà viên theo trọng lượng, ví dụ như là cái khuôn của mình là hôm nay mình sẽ làm là bánh 75g thì cái phần nhân của mình sẽ là 50g. Bình thường thì khi mà làm bánh truyền thống ấy, của bánh trung thu bình thường ấy, thì tôi thấy là mọi người hay làm vỏ trước. Thế còn ở đây thì tôi thấy bạn Nga có vẻ làm như là ngược lại, làm nhân trước. Vì sao lại như vậy ạ? Tại vì cái vỏ của cái bánh keto này mình dùng bằng mùi hạt nhân thì nó khá là hút nước, nên là nếu mà mình mà làm mình không có thời gian ủ thì cái vỏ nó sẽ được ngon hơn, và khi mà mình đóng khuôn ấy nó sẽ lên khuôn được nét hơn. Tại vì là cái vỏ chúng ta sử dụng là hoàn toàn là bột hạnh nhân, đúng không? Đúng rồi. Thì nó sẽ khác với cả cái bột gọi là mì mà mình sử dụng bánh kia thì mình phải để ủ. Vâng. Thì ở đây là sau khi mà mình chuẩn bị hết các nhân rồi. Đúng. Thì mình làm vỏ xong mà mình làm luôn thì cái bánh chúng ta mới ngon được, đúng không ạ? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cân nhân nào. Mình ở đây thì mình sẽ cùng với cả Nga sẽ gọi là đắn cho cái bánh nhân của chúng ta vào thêm phần gọi là chắc hơn nhé. Thì bạn có thể đắn sơ sơ để giúp bạn. Sau khi mà mình đã làm xong cái phần nhân bánh rồi thì mình sẽ chuyển sang làm vỏ bánh. Vỏ bánh này thì là có nước đường và bột hạnh nhân. Thì đường này thì cũng sử dụng đường ăn kiêng kia luôn, đúng không ạ? Dùng chính đường ăn kiêng này luôn. Cái này thì mình lại phải đun lên ạ. Cái này là mình đun lên với cả nước. Tỷ lệ là 1:6, tức là 1 cân đường thì là 600g nước. Nước đường kiêng này rất là trong, đúng không ạ? Vâng, trong hơn đường bình thường. Dầu ăn mà dầu này thì mình có thể dùng dầu đậu nành và dầu hướng dương. Cho khoảng bao nhiêu ạ? Cái này thì ví dụ 100g nước đường thì mình cho 25g nữa. Sau khi mà chúng ta ngoáy đều dầu ăn với cả nước đường rồi thì chúng ta sẽ cho bột hạnh nhân vào. Với công thức này thì chúng ta sẽ cho khoảng 150g của bánh nhân. Vỏ bánh keto thì chúng ta không cần phải nhào và ủ như là bánh trung thu bình thường. Chỉ cần là trộn đều thôi là chúng ta có thể làm luôn rồi. Khi chúng ta đã vo được thành một cái khối như thế này thì chúng ta sẽ chia vỏ. Có vẻ như là làm cái bánh keto này thì cái công đoạn mà nó cũng đơn giản và gọi là đỡ mất nhiều thời gian hơn. Đúng rồi, mất nhiều thời gian hơn rất nhiều. Khuôn 75g thì chúng ta sẽ nhân 50g và vỏ 25g. Chúng ta đã cân cái vỏ đúng người thì bây giờ chúng ta sẽ dàn ra. Dàn mỏng ra và chúng ta cho nhân vào để làm bánh. Khi mà bao ra thì có cái sự lưu ý nào không ạ? Thì tôi thấy là hình như cái vỏ của chúng ta nó khá mỏng vậy. Nên mà không khéo thì dễ cái nhân chúng ta sẽ bị rồi trồi ra. Ta dàn mỏng ra. Đấy. Mình sẽ dàn mỏng ra xong mình đặt viên nhân vào giữa. Đặt một viên nhân vào giữa và bao lên, bao cái phần vỏ lên. Sau đó chúng ta lật mặt lại, lật cái mặt viên nhân lại.
chúng ta dùng cái hai ngón trỏ và ngón cái chúng ta bao. Chúng ta lại kiểu dàn xuống. Tiếp. Dàn xuống để cái vỏ nó bao vào cái nhân. Để cho nó đều hết đúng không? Thực ra nhìn thì có vẻ đơn giản này thôi, nhưng tuy nhiên là tôi nghĩ là cũng để mà làm được cái bánh và bao được kiểu như nó khéo léo này thì chắc là phải làm nhiều lần đấy ạ. Đấy, ví dụ như thế này nếu mà làm nó vẫn còn gọi là chưa bao được hết đúng không ạ, chúng ta lại phải dàn tiếp. Bao xong vỏ thì bắt đầu mình sẽ bánh khuôn nhé. Khi mà ấn khuôn thì chúng ta giữ chặt cái khuôn và ấn một lực thật mạnh thẳng từ trên xuống. Thì làm sao cho cái bánh của chúng ta được sắc nét nhất đúng không ạ? Trước khi mà nướng thì chúng ta bật lò trước 10 phút với nhiệt độ là 180 độ. Mình sẽ nướng hai lửa. Sau khi mà mình nướng xong lần 1 thì mình bỏ ra chờ bánh nguội khoảng 30 phút. Sau đó mình đánh một cái lòng đỏ trứng lên và mình phết lên mặt bánh nhé, để cho ra bánh cái màu vàng đẹp. Và lần thứ hai mình nướng khoảng 10 phút nữa là bánh sẽ hoàn thành. Như vậy là sau 20 phút thì thành phẩm chiếc bánh trung thu thập cẩm keto của chúng ta đã ra lò đấy ạ. Đó. Đây, nhân thập cẩm thì khi mà cắt ra thì chúng ta đúng là chúng ta nhìn cái nhân của nó cũng hơi rời hơn so với cái nhân truyền thống bình thường. Vâng. Nhưng mà tuy nhiên cũng không phải là rời lắm đúng không ạ? Vậy chiếc bánh của chúng ta mà khi mà thưởng thức thì nó sẽ như thế nào bạn? Cái bánh trung thu keto này, cái vị hương vị đặc trưng nhất ấy là cái phần vỏ bánh được làm hoàn toàn từ hạnh nhân. Nên là ăn nó sẽ rất là ngậy và thơm mùi hạnh nhân. Và chắc là nó sẽ mềm hơn đúng không ạ? Đúng rồi, cái vỏ nó sẽ mềm hơn vỏ bình thường, mềm ngay từ khi mà nướng xong. Thế còn về nhân bánh thì sao ạ? Cái nhân bánh này thì nó sẽ giống khoảng 80% so với cái nhân bánh bình thường. Nên là khi mà bạn ăn bánh thập cẩm cái tô thì bạn cảm giác không có gì là khác biệt cả. Với cái bánh trung thu truyền thống thì khi mà thưởng thức sau độ nướng khoảng 2-3 ngày thì sẽ là ngon nhất, bởi là cái nhân nó sẽ thấm ra cái thành vỏ. Thế còn với cái bánh keto này thì nó có giống như thế không ạ? Hay là có thể là thưởng thức luôn cũng ngon rồi? Bánh keto này thì mình có thể thưởng thức luôn cũng ngon, ăn nóng cũng ngon. Thế là cái sự khác biệt của bánh keto này là ngoài cái lớp vỏ của chúng ta nó sẽ ngậy hơn này, mềm hơn nữa thì chúng ta sẽ thưởng thức luôn. Nó cũng đã ngon rồi, chứ nó không như cái bánh truyền thống thì là khi mà nướng xong thì ăn thì nó sẽ hơi bị cứng đúng không ạ? Ngoài cái bánh keto được áp dụng trong trung thu thì nó có sử dụng trong các loại bánh khác không? Có chứ. Đây là các một số loại bánh keto mà mình làm. Có bánh mì này, bánh bông lan trứng muối, bánh rất là hot và rất nhiều người thích. Bánh gato cuộn. Thậm chí là với cái bánh keto này thì một số loại ăn còn ngon hơn cả bánh bình thường nữa. Ví dụ như là bánh gato cuộn. Bánh gato cuộn này thì ăn còn ngon hơn là bánh gato cuộn bình thường. Vâng, và khi mà thưởng thức được bánh trung thu này hay là những bánh ngọt khác và mới tách trà nữa thì rất là đưa đẩy và làm cho mình bánh của chúng ta thêm phần hấp dẫn hơn đúng không ạ? Vâng, và hy vọng là với sự gợi ý của bạn Nga ngày hôm nay thì khán giả Ngon và Lành có thể một là có thể cho vào trong cái thực đơn để lựa chọn những chiếc bánh trung thu keto ăn kiêng để không bị tăng cân đúng không ạ? Và những người tiểu đường thì có thể sử dụng được. Và hai là biết đâu mình có thể tự tay làm chiếc bánh này để gửi tặng người thân hay là cùng với gia đình thưởng thức thì rất là tuyệt vời. Và một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.